Chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Kinh tế đã bế mạc họp phiên toàn thể lần thứ 18 để thẩm tra các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến thẩm tra các nội dung báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025, tờ trình của Chính phủ về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu, tờ trình của Chính phủ về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán và luật kiểm toán độc lập, tờ trình của Chính phủ về việc xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng trong công tác hoàn thiện thể chế pháp luật. Đến nay, công tác này đang được chỉ đạo quyết liệt với tinh thần cải cách, đổi mới trong tư duy, cách nghĩ, cách làm, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, làm sao hoàn thiện nhanh nhất, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập với kinh tế thế giới. Để hoàn thành các mục tiêu phát triển, các đại biểu đề nghị các bộ ngành cần phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế pháp luật, cơ chế chính sách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, trình Quốc hội ban hành ngay trong kỳ họp thứ 8 các dự án luật sửa đổi và các dự án một luật sửa nhiều luật về đầu tư công, tài chính, ngân sách nhà nước, tài sản công.